Hey hey hey, xin chào bạn. Tôi là Dương Đăng Phúc. Thì ở trong video đầu tiên này, Phúc sẽ giới thiệu với bạn một cái công cụ để mà chúng ta có thể nghiên cứu những cái đối tượng ở trên Facebook. Thì tùy thuộc vào cái sản phẩm hay dịch vụ bạn kinh doanh thì bạn có thể tiếp cận đến những cái đối tượng sao cho nó phù hợp để đem lại cái hiệu quả cao nhất. Ok. Thì đây là công cụ mà Facebook đã cung cấp sẵn cho chúng ta. Công cụ là Audience Insights. Ok. Khi chúng ta truy cập vào thì có một cái pop-up như thế này, chúng ta chọn mọi người trên Facebook. Thì cái định dạng của cái công cụ này là quốc địa điểm ở Hoa Kỳ, thì chúng ta chỉ việc chỉnh lại ở Việt Nam. Ok. Nếu khách hàng của bạn ở Việt Nam thì chúng ta chỉnh ở Việt Nam. Ok. Tích bỏ cái Hoa Kỳ đi. Ok. Thì nó sẽ hiển thị một cái cột như thế này. Thì chúng ta có thể xem độ tuổi về giới tính, tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 18 đến 44 như thế này. Ok. Ví dụ đây, nó sẽ chỉnh 18 đến 44 để mà nó target tốt hơn. Thì công cụ này cung cấp cho chúng ta cái phần sở thích để mà chúng ta có thể đánh vào, và chúng ta sẽ tìm những cái người dùng trên Facebook hoặc là những cái nhóm sở thích phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta cung cấp. Ví dụ thủ đánh chữ kinh doanh như thế này, kinh doanh trên, khi còn chúng ta đánh thì nó sẽ đề xuất cho chúng ta một số cái từ khóa cách sẵn, thì chúng ta sẽ tích vào. Thì ví dụ ở đây là những người có sở thích là kinh doanh trên Internet, nhân khẩu học, số lượt, thích trang. Chúng ta có thể xem những cái chi trong số thể trang là kinh doanh trên Internet, vị trí địa lý. Thì nó sẽ phần lớn những người thích cái sở thích kinh doanh trên Internet tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, sâu đến sống hàng trăm. Vâng. Hoạt động thì chúng ta sẽ xem thêm một số cái thì những thông số này nó không có sẵn ở Việt Nam, chỉ có đối tượng Hoa Kỳ nhà cửa học. Ok. Ví dụ sản phẩm của chúng ta là cung cấp liên quan đến, ví dụ là chúng ta bán những sản phẩm thời trang hoặc những phụ kiện điện tử vân vân, thì chúng ta sẽ việc đánh vào để chúng ta tìm nhóm những người cái sở thích phù hợp, ví dụ như là quần áo. Phụ kiện thời trang, bán những phụ kiện thời trang. Thì đây nó hiển thị đối tượng mới từ 15 triệu đến 20 triệu. Rất số lượng người dùng rất là khổng lồ. Hoặc là chúng ta có những cái đối tượng ở trong cái lĩnh vực làm giàu chẳng hạn. Ví dụ như câu lạc bộ con làm giàu, nghĩ giàu về làm giàu, vâng. Thì đối tượng từ 150.000 đến 200.000. Thì sau khi chúng ta đã lựa chọn những cái nhóm người dùng, cái sở thích nó phù hợp với sản phẩm dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta chỉ việc bấm vào đây để mà chúng ta có thể tạo một quảng cáo để nhắm đến cái đối tượng người dùng đó. Thì trong khóa học Facebook Mastery thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo quảng cáo một cách hiệu quả để đem lại cái kết quả tốt nhất. Đây, ví dụ đây chúng ta có thể đến một số học viên, ví dụ họ bán những cái áo thể thao của các câu lạc bộ, thì chúng ta hoàn toàn sẽ tìm ở trên này. Đây, những câu lạc bộ bóng đá, ví dụ như là MU Real Madrid thì nó có, ví dụ thích bất kỳ vật đấy, Barcelona. Ok. Thì đây nó sẽ liệt kê chúng ta câu lạc bộ đây Barcelona và cái vị trí ở Việt Nam, một cái Việt Nam đây. Độ tuổi thì chúng ta có thể lấy ít lại, ví dụ từ 18 đến 34. Từ 3 triệu đến 3,5 triệu người. Ok.
người ra để mà chúng ta có thể tay tốt hơn, thì chúng ta có thể đánh vào vị trí, chúng ta tập trung vào những cái thành phố mà nó có cái tỷ lệ phân phối cao, 4B, ví dụ Đà Nẵng, Huế, không Hải Phòng. Không thì chúng ta có thể bán ở toàn Việt Nam, thì chúng ta sẽ chọn hết. Okay. Ngoài ra bạn có thể chọn giới tính là nam, bởi vì những người mua thì phần lớn là nam, thì nó sẽ cái đối tượng này sẽ nhỏ lại từ 2 triệu đến 2,5 triệu. Một đối tượng một tạp như vậy là tương đối lớn. Ok, chúng ta có thể quảng bá, sử dụng Facebook để quảng bá toàn cái khu vực Việt Nam, bất cứ vị trí nào mà bạn muốn. Ok, và tiếp ở bước kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng một công cụ tiện ích mở rộng để mà chúng ta có thể có nhiều lựa chọn hơn, không chỉ là lựa chọn dựa vào sở thích, mà nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái lựa chọn khác, ví dụ như là về nghề nghiệp của họ hoặc là trường học. Wow, và đây là công cụ mà Phúc muốn nói đến. Thì công cụ này sẽ cài vào cái trình duyệt Google Chrome của chúng ta. Ok, thì như ở cái bước trước thì chúng ta sử dụng cái công cụ mà Facebook cung cấp sẵn, thì nó chỉ là những nghiên cứu những cái đối tượng, cái một nhóm sở thích, ví dụ như kinh doanh trên internet hoặc là câu lạc bộ thể thao hoặc là những cái nhóm sở thích để chỉ là interest. Thì công cụ này tiện ích này nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những cái lựa chọn như là nghề nghiệp, employer matches hoặc là school. Ok, để chúng ta có thể tiếp cận triệt để hơn ở trên Facebook. Thì ở đây chúng ta chỉ việc đánh cái từ khóa chúng ta muốn tìm vào Sales. Nó sẽ gửi cho chúng ta những cái người dùng cái nhóm sở thích là kinh doanh, ý tưởng kinh doanh trên internet. Cái này chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bấm vào, ví dụ đây, chúng ta sẽ bấm vào chúng ta sẽ add to project, rồi sau khi add thì nó sẽ nhảy về cột này để mà chúng ta có thể tạo quảng cáo. Okay. Tiếp theo là chúng ta thử qua jobs title những cái người cái công việc như là nhân viên kinh doanh hoặc là những người công việc họ trưởng phòng kinh doanh, chúng ta có thể chọn, ví dụ đây lấy demo chọn quản lý kinh doanh, vâng, hoặc những người công việc là kinh doanh tự do, chúng ta check vào employer, vâng, là kinh doanh quản trị kinh doanh tế. Vâng. Hoặc là school. Thầy từng tham gia những cái trường như thế nào? Ok. Trường đại học kinh doanh. Đây là những cái thông số mà Facebook nó có thì nó sẽ hiển thị đây. Kinh doanh tế. Không. Đây có rất nhiều cái đề xuất cho chúng ta để chúng ta có thể chọn. Nó ví dụ to project thì ở bước đầu thì chúng ta chỉ có thể lấy những người cái nhóm sở thích interest ở đây. Tuy nhiên công cụ này nó sẽ cho chúng ta nhiều cái lựa chọn hơn để mà chúng ta có thể tiếp cận cái đối tượng nó tốt hơn. Thì sau khi mà chúng ta đã chọn hết những cái đối tượng này chúng ta muốn ở năm một này, chúng ta sẽ vào phần bắt đầu xây dựng cái tệp tượng. Thì ví dụ chúng ta có một cái mẫu S quảng cáo thì chúng ta soạn nội dung hết, hình ảnh chúng ta soạn hết rồi, và sau đó chúng ta sẽ tạo S ra những cái người cái sở thích này, select all luôn. Và sau khi chúng ta select all thì nó hiển thị 86.000, thì độ tuổi thì chúng ta có thể chọn như thế này 34 chẳng hạn. Sau khi chúng ta chọn lại thì ở đây cái tiện ích này nó cũng sẽ cập nhật chúng ta 18 đến 34, thì chúng ta ví dụ chúng ta chọn nhất đây 34.000 thì chúng ta sẽ tạo quảng cáo số 1 cho những cái người dùng cái sở thích là interest đây. Rồi sau khi chúng ta chọn xong, chúng ta sẽ tạo S cho cái nhóm đối tượng này. Ok, và sau đó thì chúng ta tạo một S thứ hai cho nhóm đối tượng những người có công việc ở đây,
Ok, chúng ta chỉ có test. Thì ví dụ bạn chọn interest như thế này thì tệp chúng ta là khoảng 34.000, và sau đó qua đây chúng ta chọn một tệp như thế này, đối tượng nó sẽ bị thu nhỏ lại. Do đó thì chúng ta sẽ tạo từng S riêng biệt cho từng cái mục. Ví dụ interest thì chúng ta sẽ tạo S cho một những người có nhóm sở thích này, và sau đó chúng ta sẽ qua đây chúng ta tạo một S thứ hai cho những người cái công việc của họ như thế này. Chọn ok. Thì nếu mà chúng ta chọn từng mục riêng lẻ thì cái tệp chúng ta sẽ bị thu nhỏ lại, bởi vì thuật toán của nó. Thì chúng ta chỉ tạo S thứ nhất cho cái nhóm này, S thứ hai cho nhóm này. Thì S1, S2 thì cái nội dung nó cũng tương tự, chủ yếu là cái đối tượng mà chúng ta hướng nhắm đến thì nó sẽ thay đổi cái nhau. Ok. Thì bằng cách này thì chúng ta có thể tiếp cận triệt để đối với những cái nhóm đối tượng ở trên Facebook. Ok. Thì sau khi chúng ta chọn thì chúng ta chỉ việc create S ở đây mà thôi. Và chúng ta sẽ vào Power Editor để chúng ta tạo S. Thì chi tiết tạo S như thế nào cũng sẽ hướng dẫn cho bạn trong học Facebook Mastery 4.0 sẽ được mở trong thời gian tới. Ok, thì trong bài học này cũng để hướng dẫn cho bạn sử dụng cái công cụ Audio Insight ở trên Facebook, đồng thời giới thiệu cho bạn một cái tiện ích để mà chúng ta có thêm cái công cụ để mà chúng ta lựa chọn đa dạng hơn để mà nhắm đối tượng tốt hơn ở trên Facebook. Thì ở video 2 và video 3 Phúc sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn những cái phần mềm thiết kế những cái ảnh quảng cáo thu hút ở trên Facebook. Đây là những cái phần mềm mới nhất ở trong cái việc chiến lược Facebook marketing. Ok. Và hẹn gặp bạn ở video 2 về video 3 nhé. Xin chào bạn.